chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. ZZ Hot Pot House, original Taiwanese hot soup and boba tea, love at first taste. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Trước hết là lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến cùng quý vị thính giả, khán giả với Trung Tử Lưu và anh Dũng. Quý vị thấy rồi, ngày hôm nay mà có cái người tươi vui này ngồi với anh Dũng yên tâm rồi. Thưa quý vị, xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả của Việt Face TV thân thương và xin chào anh Dũng. Ngày hôm nay thì Trung Tử Lưu thế vai của Tyler Diệp đang bị bệnh. Những ngày trước thì lúc anh Dũng bị bệnh thì Tyler Diệp cũng chau ghẹo dữ lắm. Nhưng mà người ta nói là ghét của nào trời trao của đó, phải không anh Dũng? Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ở đời chớ vội cười nhau đúng không? Đúng rồi. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Nhưng mà tôi hôm bữa là tôi nghỉ thứ hai tuần rồi đó. Yeah. Không biết bữa nay Tyler Diệp nghỉ bao nhiêu. Thành ra là Trung Tử Lưu phải chuẩn bị tinh thần là 2 tuần thức sớm nha. Hy vọng là kỳ này con Omicron thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và mong rằng quý vị thấy mặt Trung Tử Lưu thì những fan của Tyler Diệp thì cũng chấp nhận cho bạn ấy vắng vài ngày. Là bởi vì thường thường đó anh, chương trình nào cũng có fan riêng hết trơn á. Mà coi như là nhiều khi mình là một cái nhân tố lạ ngồi đó, nhiều người họ không có thích. Nào để tôi nói cho nghe cái chuyện đó. Hôm nọ lúc mà tôi nghỉ ở nhà thì tôi thường xem trên YouTube. Thì nhiều người rất là thích thú với giọng đọc của Trung Tử Lưu. Và khi mà Trung Tử Lưu nghỉ rồi nhiều người cũng vẫn còn tiếc nuối. Thật ra đừng có lo. Bạn đừng tiếc. Cái giọng đọc của bạn nó cũng hấp dẫn người nghe. Thôi đừng tiếc là tự gì á. Thưa quý vị, thật sự là Trung Tử Lưu làm những cái show khác và có những công việc khác nữa, nên mỗi lần mà đọc tin tức thì rất là thích. Phải nói là cái job cũng rất là ưa thích. Nhưng mà phải thức sớm rất là sớm nên và phải soạn tin, soạn đồ. Nên đây là một cái job mà phải nói là Lưu rất là phục anh Dũng vì đã chiến đấu trường kỳ trong bao nhiêu năm tháng qua. Thì phải làm, không làm đi nó quen luôn. Nhiều khi mình cũng muốn ngủ thêm một chút mà không được. Thành ra thôi nó thành cái thói quen rồi. Thôi bây giờ thì cảm ơn Trung Tử Lưu rất là nhiều đã nhận lời để giúp cho để thay thế cho Tyler Diệp trong những ngày này. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị thính giả, khán giả nào mà yêu mến Tyler Diệp đó thì cũng sẽ chấp nhận anh em chúng tôi trong những cái chương trình này. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu bản tin thì trước hết ngày hôm nay thứ năm thì Ủy ban điều tra sự kiện ngày 6 tháng Giêng lại bắt đầu có một cuộc điều trần thứ ba. Chúng ta đã biết tuần thứ năm tuần trước có một cuộc điều trần, hôm thứ hai là có một cuộc và hôm nay thứ năm sẽ là một cuộc khác. Và chương trình này nó sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tuần tới. Thì không biết là đến khi nào sẽ chấm dứt. Tuy nhiên trong ngày hôm nay đó thì một số các cái chủ đề theo như báo chí cho biết là nó sẽ tập trung vào các cái vấn đề mà người ta nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã dùng những áp lực của mình để đè nặng lên Phó Tổng thống Mike Pence khi mà cố gắng để hối thúc ông ấy phải cố gắng làm sao để lật ngược được kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Thì trong đó dân biểu Joe Lofgren trong ngày điều trần hôm thứ Hai nói rằng: "Tôi nghĩ rằng công chúng có lẽ là không biết cái cuộc điều trần gọi lần này là như thế nào. Những người bạo loạn đã tiến rất gần đến việc là có thể họ đã bắt giữ được Phó Tổng thống Mike Pence. Và tôi nghĩ là có bằng chứng rất tốt cho thấy là họ có thể đã làm hại ông ấy, thậm chí có thể giết chết ông ấy nếu như họ bắt được ông ấy." Vì vậy đây là một cái cuộc gọi, một cái cuộc điều trần mà rất là quan trọng cho chúng ta cùng theo dõi. Trong khi đó thì dân biểu Peter Aguilar cho biết cái phiên điều trần vào ngày thứ Năm, ngày 6 về cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng sẽ tập trung vào vấn đề cựu Tổng thống Donald Trump vào lúc bây giờ và luật sư John Eastman gây áp lực với Phó Tổng thống khi đó là ông Mike Pence. Tất cả những cái điều gì mà cựu Tổng thống, cựu Phó Tổng thống đã làm trong cái thời gian đó thì đó là một cái sự nguy hiểm vô cùng mà chắc chắn các nhà phân tích người ta sẽ đưa ra trong cái phần điều trần trong ngày hôm nay. Và chắc chắn cái ngày điều trần ngày hôm nay sẽ là một cái cuộc điều trần mà nó thu hút sự chú ý của báo giới cũng như là của người dân thường lệ, những cử tri thường
ở tại Hoa Kỳ, chắc chắn người ta sẽ theo dõi rất là nhiều về vụ này. Đây là một cái vụ mà mỗi phiên điều trần giống như là một cái vở, một cái cuộn phim hay vậy đó. Yeah. Người ta theo rất là nhiều và có nhiều chục triệu người mỗi lần trong một cái buổi điều trần như vậy, trong cái khung giờ vàng. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết dưới áp lực chính trị căng thẳng để giải quyết giá tăng xăng dầu đang tăng vọt, thì ông Tổng thống Biden đang cố gắng thúc đẩy các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Hoa Kỳ làm nhiều hơn nữa để tăng nguồn cung và phải hạ giá. Trong một bức thư ngỏ gửi cho các công ty hôm thứ Tư, ông Biden đã cho biết các nhà máy lọc dầu đang tận dụng lợi thế của cuộc khủng hoảng, chứng kiến tỷ suất lợi nhuận cao kỷ lục vào thời điểm lạm phát tăng vọt và các gia đình đang khó có đủ khả năng để trang trải chuyện xăng, chuyện xe của họ. Ông viết trong một bức thư gửi cho ExxonMobil Corporation, BP và Shell. Trong một bức thư gửi ExxonMobil, ông nói rằng vào thời điểm chiến tranh cao hơn mức bình thường, chính phủ của tôi đã sẵn sàng để sử dụng tất cả các công cụ hợp lý và thích hợp của chính phủ liên bang và các cơ quan chức năng khẩn cấp để gia tăng công suất và sản lượng của nhà máy lọc dầu trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo rằng mọi khu vực của quốc gia này đều được cung cấp phù hợp. Ông Biden đã nói và lưu ý rằng ông đã viện dẫn quyền hạn khẩn cấp của mình theo những cách khác. Ông nói rõ chính phủ có thể làm gì để buộc phải thay đổi. Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, khiến các quốc gia phương Tây trừng phạt Moscow và cắt giảm mua năng lượng của Nga. Trong thời kỳ đại dịch, khi mức tiêu thụ năng lượng giảm mạnh, các công ty đã sử dụng một phần công suất của mình để lọc dầu thành xăng. Ông Biden nói với họ rằng đã đến lúc phải đưa hoạt động sản xuất đó trở lại, có nghĩa là phải biến dầu thành xăng. Ông Biden cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng của mình triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các công ty dầu trong những ngày tới. Tôi yêu cầu bạn cung cấp cho Bộ trưởng Năng lượng lời giải thích về việc giảm công suất lọc dầu của bạn kể từ năm 2020 và bất kỳ ý tưởng cụ thể nào để giải quyết các vấn đề về tồn kho xăng dầu, giá cả và năng lực lọc dầu ngay lập tức trong những ngày tháng tới, bao gồm các biện pháp vận chuyển để có được sản phẩm tinh chế trên thị trường. Đây là một trong những cái tin mà chúng ta thấy rằng nó đụng tới cái sự tế nhị lắm, đó là túi tiền của người dân, mà chắc chắn là chúng ta phải ông Tổng thống, ông phải tìm đủ mọi cách để làm giảm, nhưng mà cái vấn đề là không biết thì những năm tháng tới như thế nào. Theo chúng tôi suy nghĩ thì mình đang trong cái thời gian mình đang ủng hộ Ukraine về cái cuộc chiến mà chống lại Nga xâm lược, thì một sự hy sinh chút xíu cũng là ok phải không? Nói hy sinh nhiều quá thì không có được, tại vì nhiều người người ta bị ảnh hưởng đến cái túi tiền. Đúng rồi. Nhiều người ta, chúng tôi lưu cũng biết rằng mình là người Việt Nam thì mình có vẻ như mình ít có bị ảnh hưởng, là mình làm mà mình có cái số tiền để dành. Nhiều gia đình người Mỹ người ta xài bằng cái check lương mỗi tuần mỗi tháng. Khi mà hụt một chút là gia đình người ta vất vả khó khăn, thành ra phải chi phí trong nhà hơi cao một chút là bắt đầu có khó khăn rồi. Nhưng đó mà là những người trên toàn thế giới chứ đâu phải là Hoa Kỳ. Thì đúng rồi đó, nhưng mà phải hy sinh, nhưng mà đây là cái nỗ lực của Hoa Kỳ để làm sao để giảm kéo giá xăng xuống, và đồng thời trong cuối tháng này và đầu tháng 7 thì ông cũng sẽ có cái cuộc công du ở tại quốc gia Trung Đông đó để gặp gỡ, để có thể làm việc liên quan đến cái việc giá cả xăng dầu. Chúng ta cũng chờ xem. Liên quan đến cái vấn đề hãng sản xuất sữa bột trẻ em, thưa quý vị, Abbott trong ngày hôm qua thì lại có một cái sự kiện lại gây phiền phức nữa. Đó là những cái cơn bão trong những ngày qua ở khu vực Michigan đã làm ảnh hưởng đến cái cơ sở sản xuất sữa bột trẻ em ở tại thành phố Sturgis. Đây là cái cơ sở mà đã từng bị FDA bảo là phải ngưng sản xuất là vì đã có một số các cái nhiễm khuẩn gây cho một số các cái đơn kiện liên quan đến vấn đề là trẻ em đã bị nhiễm khuẩn và bị tử vong. Vào hồi tháng 2 đó thì chính cơ sở này là nơi đã bị đóng cửa. Thì nay sau khi vừa tái sản xuất lại được trong vòng có 2 tuần lễ thôi, thì nay họ lại tuyên bố họ phải tạm đóng cửa vì những cái cơn bão nó đã làm gây những cái cơn lũ lụt, nó tràn ngập cả trong các cơ xưởng sản xuất. Họ nói là bây giờ họ phải dọn dẹp cơ xưởng, phải đóng cửa để dọn dẹp, đồng thời là phải tái khử trùng những cái dụng cụ, những cái máy móc để chế tạo sữa. Là vì nếu mà lỡ ra một cái mà nó lại bị nhiễm khuẩn nữa thì lại mất công. Do đó là chưa biết là khi nào sẽ hoàn tất những cái công việc sửa chữa và làm vệ sinh này. Thành ra là họ lại tiếp tục đóng cửa. Đây là một cái mà chắc có lẽ là nó sẽ gây khó khăn hơn cho cái vấn đề cung cấp. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng biết cái chương trình mà Fly Operation, tức là
chuyên chở sữa từ các quốc gia ở ngoại quốc nhập về Hoa Kỳ thì nó cũng vẫn đang tiếp diễn, và có lẽ là đã có khoảng 8 hoặc là 9 chuyến bay đã chở nhiều tấn sữa bột về Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Thì hy vọng là cái việc đóng cửa của cái cơ sở tại Sturgis, Michigan này cũng sẽ không làm ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà người ta cũng vẫn mong là nó sẽ không xảy ra thì tốt hơn. Em nghĩ rằng chắc cái job mới của, nếu mà có mình bây giờ mình là triệu phú, tỷ phú, mở ngay một nhà máy sữa bột. Thưa quý vị, chuyển qua các công ty môi giới bất động sản, thì có công ty môi giới bất động sản tên là Compass Inc. Company và Redfin Corp. Hôm thứ Ba cho biết họ sẽ cắt giảm việc làm khi lãi suất thế chấp gia tăng và triển vọng tăng lãi suất mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua nhà. Compass cho biết họ sẽ sa thải 450 nhân viên, chiếm khoảng 10% lực lượng lao động hiện tại, và Redfin sẽ cắt giảm khoảng 470 việc làm, tương đương khoảng 6% tổng lực lượng lao động, với nhu cầu tháng 5, tức là mua nhà, thấp hơn 17% so với dự kiến. Chúng tôi không có đủ công việc cho các agent và các nhân viên hỗ trợ của mình. Đồng thời doanh số bán hàng đã ít hơn, khiến chúng tôi có ít tiền hơn cho các dự án của tổng công ty. Giám đốc điều hành của Redfin là Glenn Kelman đã viết trên blog như trên. Và Redfin cũng cho biết họ có thể phải đối mặt với chuyện này hàng năm, chứ không phải vài tháng, khi doanh số bán nhà thấp hơn và việc sa thải là kết quả của sự sụt giảm doanh thu. Sự bùng nổ và kéo dài một thập kỷ về giá nhà ở Hoa Kỳ, từ châu Âu đến châu Á, đã phải đối mặt với thử nghiệm thực tế đầu tiên, khi các chi phí đi vay gia tăng và lạm phát cao hơn, bóp nghẹt ngân sách của các hộ gia đình. Redfin và Compass là những công ty mới nhất cắt giảm việc làm sau khi Global Inc. cho biết trước đó vào thứ Ba rằng họ sẽ cắt giảm 1.100 việc làm, tương đương với 18% lực lượng nhân viên làm việc. Bạn có nghĩ rằng giá nhà nó sẽ hạ lại không? Em, I wish. Tại vì giá nhà hiện giờ nó đang cao quá, và nó cao đến mà không phải chỉ có tại Hoa Kỳ, mà nhiều quốc gia khác nó đang đưa cao. Nhưng mà cái khả năng của chúng ta thì thấy nó có hạn thôi. Chẳng hạn như bây giờ tại California mà chúng ta mua nhà thì phải có bạc triệu, mà phải vay bạc triệu. Nhưng mà lại không biết là cái trả tiền vay đó, khi cái lãi suất tăng cao, thì anh Dũng biết rồi, sẽ rất là cao, phải không? Cái giá cả thì hiện nay đang cao. Tại quận Cam mình, nhiều người mua nhà họ phải trả cả 100.000 hơn cái giá mà chủ nhà muốn bán. Đúng để rồi. Mà có thể mua được cái nhà. Rồi bây giờ lại cộng thêm cái phân lời, bữa nay là 6 chấm mấy rồi. Thành ra là nó sẽ lên cao quá. Mà nếu mà như giá cái nhà mà không hạ xuống thì người ta sẽ chắc chắn là không mua nhà. Và với cái tình trạng đó, do đó mà cái thị trường nhà đất nó đang chậm lại. Thành ra cái việc mà hai cái đại công ty về địa ốc này mà họ sa thải nhân viên là điều mình đã thấy, phải không ạ? Em mới định đi học bán địa ốc mà thôi. Bạn đã có nhiều công việc quá rồi, bạn làm không hết, bạn không có đủ giờ, bạn ngủ, tiền bạn đếm không xong nữa, mà bạn còn đòi làm thêm công việc nữa. Không, học địa ốc để được mua nhà giá rẻ, đúng không? Phải mua nhà cho mình giá rẻ. Tự mua nhà cho mình. Tự mua nhà cho mình giá rẻ. Ừ, bỏ là chừng 6 tháng đi học lấy cái bằng đó rồi về mua cái nhà xong rồi bỏ bằng luôn. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến vấn đề người di dân ở tại khu vực biên giới Mỹ Mễ đó, thì là các lực lượng tuần tra hải quan cũng như là những cái người mà tuần tra biên giới của Hoa Kỳ đã ngăn chặn hàng trăm ngàn người nhập cư tại khu vực biên giới Mỹ Mễ vào tháng 5. Những cái dữ liệu mới cho thấy là lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, đã ngăn chặn gần 240.000 người nhập cư bất hợp pháp muốn vượt biên từ Mễ Tây Cơ vào Hoa Kỳ trong tháng 5. Và con số này nó đã gia tăng 2% so với con số hồi tháng 4. Những cái biện pháp mà ngăn chặn người nhập cư hồi đại dịch, còn được gọi là Title 42, vẫn còn hiệu lực. Đây là những cái chương trình từ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Và với cái chương trình này đó, để cho phép nhà chức trách Hoa Kỳ có thể từ chối di dân ở khu vực biên giới và gửi trả về họ lại nguyên quán của họ. Và dĩ nhiên là cái vấn đề này sẽ tạo nên một số các cái hậu quả pháp lý nhỏ nếu những người di dân này thực hiện một số các cái chuyến vượt biên khác. Cơ quan CBP thì nói với là những cái biện pháp nhẹ đã góp phần cho việc người di cư cố gắng thực hiện nhiều chuyến để mà vượt biên giới vào Hoa Kỳ hơn.
chúng ta vẫn biết vào tuần trước đó, những cái bản tin một cái đoàn caravan mấy ngàn người từ các quốc gia Nam Mỹ tiến về biên giới. Theo truyền thông Hoa Kỳ thì không biết là mấy bữa nay họ đã đến đâu rồi nhưng không thấy nhắc nhở. Nhưng đây là cái con số mới nhất, những dữ liệu mới nhất cho thấy là vào tháng 5 thì những người di dân vẫn tiếp tục tìm cách để tiến vào Hoa Kỳ. Wow, tìm một con đường sống mới, một mưu cầu hạnh phúc mới, cũng giống như chúng ta thôi. Và đó là một trong những cái vấn nạn của Hoa Kỳ phải đối mặt. Hãy nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta là những người may mắn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Ừ. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết ông Andre, một đầu bếp nổi tiếng tên là Jose Andre Jose, cho biết một tên lửa của Nga đã làm nổ tung một đoàn tàu thực phẩm mang tên là World Central Kitchen ở Ukraine. Andre là người sáng lập World Central Kitchen đã đăng lên Twitter rằng Nga đã tấn công một đoàn tàu chở thực phẩm ở miền đông Ukraine. Một nhân viên của tổ chức này cũng cho biết tên lửa đã phá hủy 34 pallet thực phẩm. Theo Andres thì không ai bị thương trong cuộc tấn công và một số thực phẩm có thể đã được vớt lên. Tên lửa của Nga đã làm nổ tung đoàn tàu thực phẩm và chúng tôi ở miền đông Ukraine. Rất may là không ai bị thương nhưng họ đang tấn công mạnh vào cơ sở hạ tầng của tàu hỏa. Andres nói là chỉ có một toa lương thực đã bị mất hoàn toàn, phần còn lại sẽ cứu được. Điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi. Các đội gọi là World Center Kitchen Ukraine tuyệt vời của chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi sống mọi người. Ông ta nói thêm rằng người Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng từ cuộc chiến chống Nga xâm lược với tình trạng thiếu lương thực ảnh hưởng đến dân thường trong quốc gia này. Andre trước đó đã làm chứng trước Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Ông được biết đến với những nhà hàng nổi tiếng và công việc nhân đạo trên khắp thế giới sau những cuộc khủng hoảng. Ông cung cấp thực phẩm cho các gia đình ở Kentucky sau khi tiểu bang này bị lốc xoáy và giúp mở lại các nhà hàng đã phải đóng cửa trong đại dịch vừa qua. Có những nhân vật quá kiệt xuất anh hả? Quá hay. Ông này đã xuất hiện từ những cái ngày đầu tiên, từ hồi tháng 2 đó, là bắt đầu là người đầu tiên để đến khu vực biên giới Ba Lan với Ukraine làm những cái bữa ăn. Và người ta đã đóng góp cho rất là nhiều cái chương trình World Kitchen Center là Central này. Ở đây là mình cái sự thiệt hại này cũng lớn đó, một cái toa xe lửa mà tới 34 cái pallet thực phẩm, đâu phải là ít đúng không? Rất là tội. Trong cái chương trình mà các thượng nghị sĩ đại diện của lưỡng đảng đang tiếp tục bàn thảo về các cái chi tiết liên quan đến luật cải tổ súng trong thời gian sắp tới, mà nó đã nhận được một cái sự đồng thuận cơ bản. Và hiện nay thì người ta vẫn còn đang cố gắng để bàn thảo thêm một số các cái chi tiết liên quan đến cái vấn đề này một cách cụ thể hơn. Thì ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Chris Murphy là người đại diện cho đảng Dân Chủ, trưởng đoàn đàm phán, cũng đã đưa ra những nhận định của mình. Ông nói là tôi đến giờ phút này thì tôi cảm thấy lạc quan, tôi đã bớt lo lắng rất là nhiều. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có được một cái thỏa thuận khung mà 20 đảng viên đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đã đạt được cái sự thống nhất đó. Và tất cả những gì chúng tôi đang làm là có thể đưa nó được các chi tiết mà chúng tôi đã bàn thảo vào cái văn bản chính thức. Tôi không thấy đây là dễ dàng như là một chúng ta ăn một cái miếng bánh, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong phòng này đều muốn nhận thấy rằng cái dự luật đó sẽ được đưa ra sàn của Quốc hội trong tuần tới. Và quý vị biết đó, mặc dù cái việc soạn thảo các cái khái niệm để thành văn bản không bao giờ là một cái việc làm dễ dàng, nhưng tôi đã thực sự rất hài lòng khi biết rằng Thượng nghị sĩ Cornyn cũng cho rằng chúng ta chỉ còn có hai vấn đề tồn tại thôi. Chúng tôi có thể có nhiều hơn hai, nhưng ít ra cho đến giờ phút này thì phần lớn những cái vấn đề khó khăn nhất cũng đã được giải quyết rồi. Do đó mà tôi rất lạc quan trong cái vấn đề này và hy vọng rằng nó sẽ sớm được đưa lên sàn để có thể có một cái cuộc bỏ phiếu cụ thể. Đó là cái tin tức mới liên quan đến cái việc mà họp để cải tổ luật súng đạn. Thưa quý vị, cũng liên quan đến những cái cuộc bầu cử trong năm 2020 và cái cuộc bạo loạn, thì Jenny Thomas là vợ của thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas đã gửi email cho luật sư trong chiến dịch bầu cử của cựu Tổng thống Trump, John Eastman, trong những lá thư do Ủy ban lựa chọn Hạ viện điều tra về vụ tháng Giêng ngày 6 tháng Giêng năm 2021 trong cuộc tấn công vào điện Capitol. Tờ Washington Post đã đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn cho biết ba người tham gia vào cuộc điều tra của Ủy ban đã báo cáo sự tồn tại của các email, trong khi họ nói rằng các nguồn cung cấp của họ từ chối cung cấp thêm chi tiết về các thông tin liên lạc. Ismail là một giáo sư luật bảo thủ.
ông ta đã soạn thảo hai bản ghi nhớ cho chiến dịch tranh cử của Trump trước ngày 6 tháng Giêng, phát thảo một chiến dịch ngăn chặn việc xác định kết quả bầu cử. Những nỗ lực của ông tổng thống, cựu tổng thống Trump và Eastman nhằm gây áp lực buộc phó tổng thống khi đó là ông Mike Pence phải chứng nhận về số phiếu của đại cử tri đoàn dự tính sẽ là trọng tâm trong phiên điều trần của ủy ban vào chiều thứ Năm. Và những nỗ lực của Jenny Thomas nhằm lật ngược kết quả bầu cử đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các đảng viên của đảng Dân Chủ. The Post đưa tin hôm thứ Sáu rằng Thomas đã gửi email cho 29 nhà lập pháp của tiểu bang Arizona để giúp đảo ngược chiến thắng của Tổng thống Biden ở bang này. Việc Thomas tham gia vào các nỗ lực để đặt ra các câu hỏi về đạo đức và về vai trò của chồng cô trong việc quyết định các vụ việc liên quan đến bầu cử ngày 6 tháng Giêng. Riêng Thomas đã lập luận rằng các quyết định của ông ấy hoàn toàn tách biệt với hoạt động tích cực của bà vợ. Tờ The Hills đã liên hệ với Tòa án Tối cao và Jenny Thomas để được bình luận. Và một thẩm phán liên bang vào tuần trước cũng đã ra lệnh cho Eastman chuyển một lô khác gồm 159 tài liệu đã được hội thẩm đoàn đưa trát đòi. Cũng chính thẩm phán vào tháng 3 trước đó đã ra lệnh cho Eastman chuyển các tài liệu cho ủy ban, và Eastman đã viện dẫn đặc quyền của luật sư khách hàng là lý do để giữ các tài liệu khỏi ủy ban. Nhưng thẩm phán đã viện dẫn ngoại lệ tội phạm gian lận, một ngoại lệ này sẽ mất khả năng bảo vệ để cho khỏi tiết lộ nếu một luật sư có nhiều khả năng hơn là không, để họ hỗ trợ một doanh nghiệp tội phạm hoặc gian lận. Có nghĩa là nếu mà họ ủng hộ một cái hành động có mang danh là gian lận thì họ sẽ bị mất quyền tự do. Vấn đề này cũng còn đang rắc rối lắm, sẽ được đưa ra thêm các cái chi tiết. Liên quan đến cái vấn đề thời tiết, thưa quý vị, thì các nhà thời tiết khí tượng của Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua đã đưa ra những cái lời cảnh báo là một số các cái khối lượng không khí nóng nó sẽ tràn xuống vào các cái khu vực tiểu bang Trung Tây, miền Bắc, miền Nam, tức là phần lớn các cái tiểu bang tại Hoa Kỳ sẽ đón nhận một cái đợt nắng nóng trong những ngày sắp tới. Và cái hiện tượng này nó đi kèm theo là những cái khối không khí lạnh và nóng nó gặp nhau thì nó lại tạo ra những cái hiệu ứng của những cái cơn lốc xoáy và những cơn bão, và đồng thời tạo ra những cơn mưa, thì nhiều vùng lại phải lãnh nhận cái việc lũ lụt. Và trong bản tin chiều ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan báo cùng quý vị, và nhiều tiểu bang hiện nay đang phải chuẩn bị để đối phó với cái đợt nắng nóng này. Riêng những hình ảnh ở tại tiểu bang Wisconsin chúng ta sẽ thấy bây giờ đó, thì người ta đang chuẩn bị ở các cái nhà máy sản xuất điện để xem xét lại tất cả những cái bộ phận, những cái máy móc ở trong đó, những cái turbine sản xuất điện liệu nó có đủ sức để chịu đựng hay không trong cái những ngày nắng nóng sắp tới, là vì là chắc chắn cái nhu cầu sử dụng điện trong những ngày đó sẽ gia tăng và nhiều gia đình sẽ đồng loạt sử dụng máy lạnh trong nhà một loạt, thì nó làm hiệu suất của điện năng sẽ giảm xuống rất nhiều, có thể sẽ quá tải và làm cho một số nhà máy không đủ sức để chịu đựng. Do đó là các chủ sự kỹ sư của các ngành điện lực hiện nay họ đang tập trung vào xem xét lại tất cả những máy móc của các nhà máy sản xuất điện ở trong khu vực để có thể đáp ứng được các nhu cầu tăng cao trong những ngày nắng nóng này. Nhiều tiểu bang khác thì họ lo lắng về cái vấn đề lốc xoáy, bão lốc rồi lũ lụt, thì cũng có những cái biện pháp khác để cùng chào đón cái đợt nắng nóng nguy hiểm này trong tuần lễ sắp tới. Mà bên cạnh đó là khi từ chúng tôi nói là cái thời tiết cực đoan sẽ đe dọa nhiều khu vực, nhiều tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ trong tuần lễ tới. Không biết California có bị ảnh hưởng gì không anh ha? Mình đang cần những cơn mưa. Mình khô hạn quá, gọi là siêu khô hạn luôn. Thật ra bây giờ đang tiết kiệm nước. Nhà bạn có mở máy tưới nước tự động không? Không. Tốt. Rồi mỗi ngày tắm rửa thì được khoảng 2 ngày tắm một lần. 10 cái. Như vậy là phải tuyên dương là người đã tiết kiệm nước rất là nhiều. Rất là tốt phải không? Thưa quý vị, một bản tin khác cho biết rằng một câu chuyện tại trong trại tù tại Florida. Đó là một tù nhân, thưa quý vị, đã cứu thoát một coi như là một phó giám đốc trại giam. Tù nhân đã cứu nhân viên cải huấn trong nhà tù Florida. Đó là một bản tin cho biết một tù nhân của quận Hillsborough đang phải đối mặt với những cáo buộc mới sau khi hành hung một nhân viên cải huấn. Nhưng chính những tù nhân khác đã đến giải cứu bà. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 6 vừa qua. Nhưng cơ quan này đã công bố chi tiết vào thứ Tư vừa rồi thôi. Các viên chức cho biết tù nhân tên là Bridget Harvey, 42 tuổi. Đây là một nữ tù nhân đã tiếp cận với nhân viên
tù nhân coi như là cai tù đó thưa quý vị, tên là Lilian Jimenez, và nói rằng một tù nhân khác đang cần sự trợ giúp ở trong toilet và trên đường đến phòng tắm nữ để tiến hành kiểm tra cho Ari Coven, 37 tuổi. Harvey đã đến gần bà Jimenez từ phía sau và quấn một chiếc áo gối cố gắng siết cổ bà này. Jimenez đã kịp gọi cho đội ứng cứu khẩn cấp qua radio, trong khi một số tù nhân đã đến giải cứu bà Jimenez để và dỡ áo gối ra khỏi cổ. Nhân viên đã bị tấn công đã được đưa ra khỏi phòng, bị thương nhẹ ở cổ họng. Bà Harvey đã bị giải đi giam biệt lập. Harvey thú nhận đã có kế hoạch tấn công và sở hữu một chiếc lược nhọn mà bà ta đã mài bằng răng của mình. Kinh khủng chưa? Tức là có âm mưu để giết cái nhân viên coi tù này. Mình thấy nhiều người tù nữ mà anh có coi phim Orange Black chưa? Chưa. Một cái bộ phim trên Netflix, một bộ phim bộ nói về chuyện trong tù của nữ của Mỹ, rất là hay, cũng đầy hỉ nộ ái ố và đầy cảnh action, không thua gì bên phía tù nam. Chúc mừng bạn, tuy là bận rộn nhưng vẫn có giờ để xem phim. Vâng thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc một số các lãnh đạo Âu Châu đã ghé thăm thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày hôm nay. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức là Olaf Scholz đã đặt chân đến thủ đô Kiev của Ukraine. Những cái cảnh này đã được quay trực tiếp từ đài truyền hình BFM của CNN. Chúng tôi đã hiện diện ở tại khu vực này của thủ đô Kiev và chắc chắn là chúng tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị. Chúng tôi sẽ đi đến để gặp Tổng thống Zelensky bây giờ để có thể đến tham quan một số các địa điểm chiến tranh tại Ukraine. Tổng thống Macron đã nói với các nhà báo ở trên sân ga khi mà ông đã đặt chân đến Ukraine. Khi được hỏi là liệu có thông điệp gì dành cho người Ukraine hay không, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã nói một thông điệp về sự đoàn kết của châu Âu được gửi đến những người dân của Ukraine, ủng hộ cái sự ủng hộ của chúng tôi từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, vì chắc chắn là trong những tuần tới chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua một số rất nhiều các khó khăn để có thể tiếp tục cứu trợ và ủng hộ cho Ukraine bằng nhiều mặt khác trong những tuần lễ sắp tới. Chúng tôi muốn lúc nào cũng hiện diện bên cạnh những người dân Ukraine. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Pháp ông Macron khi đặt chân đến thủ đô Kiev của nước này. Nhưng mà hình như ông Macron thì như cũng trước đó thì ông cũng có những cái tuyên bố mà Ukraine cũng không có bằng lòng lắm, đúng không? Là vì là ông cũng như là một cái người đứng trung gian hay làm việc với ông Tổng thống Vladimir Putin nữa. Thành ra có những lúc thì mình biết là trong chính trị mà nhiều khi người ta phải nhượng bộ một chút. Nhưng mà nước Pháp luôn luôn có một cái thái độ trung hòa mà trung lập mà nó hơi thiên tả chút xíu, nên trong cái cuộc chiến này thì làm cho nhiều người Ukraine cũng như là nhất là chính phủ Ukraine đã không hài lòng những câu nói. Nhưng mà phải khéo léo như vậy mới có thể dụ được ông Putin chứ. Chứ còn mà nếu mà theo bên Ukraine không thì những cái việc mà ông thương thảo với ông Putin chắc chắn sẽ không thành công. Thành ra ông hơi bị mất cảm tình, nhưng mà thực chất Pháp vẫn chúng ta là hai chiến tuyến khác nhau. Thưa quý vị, một bản tin này cũng đáng chú ý lắm thưa quý vị, đó là hai tình nguyện viên người Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến Ukraine. Hai cựu chiến binh Hoa Kỳ tình nguyện chiến đấu ở Ukraine đã bị mất tích. Gia đình của họ cho biết hôm thứ Tư, một người tên là Alex Drucker, 39 tuổi, cựu trung sĩ trong lục quân Hoa Kỳ, đã từng phục vụ hai lần tại Iraq. Người còn lại đặc biệt tên là Andy Tài Ngọc Huỳnh, 27 tuổi. Đây là một cựu chiến binh thủy quân lục chiến và chúng ta nghe tên thì biết đó là gốc Việt rồi. Darla Black, mẹ của vợ sắp cưới của ông Huỳnh, cô Joy Black cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã biết về các báo cáo chưa được xác nhận của hai binh sĩ Hoa Kỳ, những công dân bị bắt ở Ukraine. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang liên lạc với các nhà chức trách Ukraine. Để giữ quyền riêng tư, chúng tôi không có bình luận gì thêm. Ông Drucker và ông Huỳnh đã biến mất cùng nhau sau khi trung đội của họ bị hỏa lực mạnh vào ngày 9 tháng 6, khiến tất cả các thành viên của đội phải lùi lại, ngoại trừ hai người. Và theo một tuyên bố do gia đình ông Drucker gửi, thì họ tiếp tục trinh sát bằng đường bộ và bằng phi cơ không người lái. Do đó, người nhà hy vọng rằng họ đang trốn tránh hoặc là đã bị địch quân bắt. Nếu bị bắt, họ sẽ là những người Mỹ đầu tiên được biết đến đã trở thành tù binh trong cuộc xung đột hiện nay.
tin tức liên quan đến hai người này hiện nay đang được chính phủ và kể cả nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đang chú ý. Và truyền thông Việt Nam chắc chắn cũng sẽ chú ý. Sáng sớm ngày hôm nay đó thì người ta có đưa ra bản tin là càng ngày người ta càng lo rằng hai người này đã bị bắt làm tù binh. Liệu có họ có bị tuyên bố xử tử giống như những tù binh khác hay không? Không, chắc chắn là phải có cái chương trình để dành cho những người trao đổi tù binh hoặc gì đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy chắc cũng không có đến nỗi như vậy đâu. Nhưng mà trừ cái trường hợp là họ đã bị thiệt mạng ở trong cái trên cái đường trốn tránh thì sao đó thôi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái con số của những người nhiễm bệnh COVID-19 thì người ta ghi nhận những cái dữ liệu mới nhất của cơ quan y tế quốc tế cho biết rằng trong tuần lễ vừa qua thì người ta đã có ghi nhận rằng con số nhiễm bệnh mới về COVID-19 đã giảm một cách đáng kể. Đây là những tin tức mới nhất, những dữ liệu mới nhất mà cơ quan WHO đã đưa ra trong ngày hôm nay. Các viên chức thì nói rằng là có hơn 8.700 người đã thiệt mạng vì virus COVID-19 vào tuần lễ vừa qua, tính từ ngày 6 cho đến ngày 12 tháng 6. Con số này nó đã giảm khoảng 4% so với một tuần lễ trước đó. Tức là 8.700 người này là tính trên toàn thế giới, thưa quý vị. Và nó đã phá vỡ một cái tuần lễ thứ 5 liên tiếp vì cái con số giảm về những cái trường hợp nhiễm bệnh. Riêng về những cái trường hợp nhiễm mới đó, thì hiện nay con số ở trên toàn thế giới cũng đang tiếp tục giảm so với cái cao điểm đã diễn ra vào hồi tháng Giêng đầu năm. Cho đến nay thì đã có khoảng 3.2 triệu trường hợp mới vào tuần trước. Đó là cái con số tổng trên toàn thế giới. Đầu tiên vẫn là cái con số dẫn đầu từ Hoa Kỳ, thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Brazil. Ba quốc gia này hiện nay đang chiếm vị trí ba quốc gia có con số lây nhiễm cao. Tất nhiên là Hoa Kỳ hiện nay người ta cũng vẫn thấy là cái con số này nó đã trở lại cao trong những ngày qua. Do đó là CDC cũng khuyến cáo là người dân Hoa Kỳ cũng nên cẩn thận trong các cái sinh hoạt của mình khi đi vào những cái nơi đông người. Anh hình như anh nói một cái thiếu sót rất là quan trọng. Đó là 3.201.000 3.201.000 phải cộng cho một người nữa, đúng không? Và tôi biết bạn nói tới cái số 1 nó nằm ở đâu rồi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì chắc chắn những người quan tâm đến vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ luôn luôn để ý đến kết quả của những cuộc điều trần mà Ủy ban điều tra các sự kiện liên quan đến ngày 6 tháng Giêng đã đưa ra một số các kết quả. Và họ đã lần đầu tiên công bố một số các cái đoạn video thẩm vấn mà họ đã từng nói chuyện với các nhân chứng dính líu quan trọng đến sự kiện này. Ngày hôm nay thứ Năm thì Ủy ban điều tra này lại tiếp tục có một cuộc điều trần khác cũng rất quan trọng. Ngày hôm nay thì theo giới truyền thông Hoa Kỳ cho biết rằng họ sẽ đưa ra một số các cái nhân chứng mới liên quan đến vấn đề làm sao vào thời gian đó cựu Tổng thống Donald Trump đã tạo áp lực đối với Phó Tổng thống Mike Pence như thế nào để có thể chuyển đổi kết quả bầu cử diễn ra vào năm 2020. Đối với vấn đề này thì trong một vài ngày vừa qua đó, có nhiều ý kiến cho rằng thậm chí Phó Tổng thống Mike Pence có thể đã bị mất mạng trong cái cuộc bạo loạn đó nếu như những người bạo loạn bắt được ông ấy. Đó là một cái vấn đề rất quan trọng và có vẻ như ủy ban này đang tiếp tục để điều tra làm rõ. Chúng ta thấy là dĩ nhiên trong những cái ngày vừa qua đó, thì họ đã tìm cách mọi thứ để đưa ra những nhân chứng, ngay cả những người thân cận nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, kể cả cô con gái Ivanka và cựu Tổng trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là ông William Barr đã đưa ra những ý kiến để cho rằng những tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump vào thời gian đó là hoàn toàn sai sự thật. Tất cả những ý kiến này và trong những ngày vừa qua chúng ta đã cùng theo dõi thì có lẽ là nhằm một cái mục đích cuối cùng là làm sao để chặn đứng cái việc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2024. Và đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Lê Trung Tử Lưu lại bàn phép để có thể bàn thêm một số các cái chi tiết liên quan đến cuộc điều trần ngày nay. Theo bạn thì bạn thấy như thế nào? Theo Trung Tử Lưu thì cuộc điều trần cũng rất là cần thiết. Tuy nhiên không biết rằng cái kết quả là nó sẽ như thế nào và nó làm được gì cho cái chuyện mà
để họ một cái đối thủ chính trị có thể ngăn được ông Donald Trump không thể tranh cử lại. Tuy nhiên anh Dũng có thấy rằng cái sự ủng hộ của phía Cộng hòa hay là những người mà bên Cộng hòa dành cho ông Trump cũng còn rất là lớn, và dù là cái sự thật nó ràng ràng là như vậy, nhưng mà cái sự công nhận đó thì mình không biết là đến thế nào, nhưng cho dù là đưa ra thêm những bằng chứng và hy vọng rằng qua 4 năm cuộc điều trần nữa thì mọi chuyện trắng đen sẽ được rõ ràng, để cho chúng ta thấy rằng những cái người mà bên trong cái bộ phận của ông Trump đó, bởi vì ông không thể làm việc một mình ông, mà dù là cái chức quyền tổng thống nhưng mà có những cái người luật sư bên ông, những người cố vấn pháp lý của ông, luật như là những cái ông Eastman, những người thân cận đó phải không ạ? Những người thân luật cận sư này Eastman, kia đó yeah. Thì hay là bà Ginny Thomas này kia, tất cả những người đó thì họ sẽ có những cái sự chứng thực ở ngoài tòa như thế nào, và người ta đã tìm ra, phải tìm ra được cái sự thật đứng đằng sau để cho người dân Hoa Kỳ có thể thấy được rằng cái cuộc bầu cử này nó trắng đen như thế nào, và nó có những cái tin tức sai lạc như, hay là đúng đắn, và người dân có thể chọn lựa trong cái cuộc bầu cử mà kỳ tới đây, 4 năm tới sau này, tức là chúng ta còn 2 năm nữa sẽ bước vào mùa bầu cử, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng cái sự an toàn của cái cuộc bầu cử năm 2020 và những sự bất an của nó, cái sự không tử tế của những cái phe phái chính trị với nhau đã làm cho một cái không khí rất là nặng nề trong năm 2020, mà mọi người chúng ta, ngay cả trong gia đình chúng ta thấy nó cũng có những cái sự khác biệt. Và hy vọng rằng với những cái phiên điều trần như thế này nè, nó, bởi vì đó là chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, phải không anh Dũng? Mình sống trong cái đất nước quốc gia nó có pháp luật, có kỷ luật và nó cũng có những sự tự do, nhưng mà họ phải điều tra lại coi cái gì đã vượt quá quyền tự do, cái gì đã gian lận, cái gì đã không thật, và chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Và chúng tôi luôn hy vọng rằng những cái cuộc điều trần này nó sẽ cho chúng ta một cái sự thật trắng đen, để cho những người mà chưa hiểu rõ hay là chưa có biết rõ lắm đó, như là mình cũng phải thấy rằng phía sau đó như thế nào, hay là cả những cái phe ủng hộ của những cái đảng phái chính trị, họ cũng có thể được nhìn và họ có thể chọn lựa cho mình một cái nhân vật khác như thế nào, để cho cái cuộc bầu cử tới nó không có xảy ra những cái chuyện như tấn công tòa nhà quốc hội, bởi vì đây là một cái cuộc tấn công rất là kinh hoàng, mà trong mà chúng ta thấy rằng nó đã lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ mà thấy nó gần đi đến một cái cuộc nội loạn như vậy. Người ta nói rằng lịch sử Hoa Kỳ sẽ ghi nhận điều này như là một vết nhơ, và chắc chắn là không bao giờ có thể xóa bỏ được. Một chi tiết mà Trung tướng Lưu đã nói trong cái phần vừa rồi của mình nó rất là quan trọng đó, là trong cái cuộc bầu cử năm 2020, vì những cái xung đột về mặt chính trị đó, mà nhiều khi ngay cả thành viên trong gia đình cũng có sức mẻ với nhau. Đó là một cái thực tế rõ ràng mà chúng ta thấy. Một gia đình đó như vậy, dĩ nhiên có người ủng hộ cựu Tổng thống Trump, có người ủng hộ Dân Chủ. Rồi sau đó thì những cái ý kiến qua lại đã làm cho gia đình sức mẻ. Thì đó là hình ảnh của Hoa Kỳ mà chúng ta thấy nói rộng ra hơn. Cả các công dân Hoa Kỳ cũng chia rẽ. Và cái sự việc đó thì chúng tôi cũng ra cuộc bàn trong một cái chương trình rồi. Liệu những cái phiên điều trần, kết quả của nó được đưa ra, nó có hàn gắn được cái sự chia rẽ này của người dân Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới hay không? Và câu trả lời mà Thalia Diệp cũng đã trình bày vào ngày đó là chắc có lẽ là không làm được cái điều đó. Là vì bất cứ những người nào đã có chính kiến, những người đã ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump từ trước tới nay, thì họ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho dù có bất cứ điều gì để đưa ra những cái bằng cớ chống lại những cái hành động của ông ấy trong cái vụ bạo loạn 6 tháng Giêng. Tuy nhiên, có một số các người khác thì đã nói rằng cái việc này, ủy ban điều trần này nhằm đưa ra chỉ để chặn đứng cái đường tái tranh cử của Tổng thống, thì đó cũng là một lý do chính đáng. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là làm sao để vạch rõ ra những sai trái trong cái vấn đề bạo loạn này, để từ đây về sau chúng ta không còn chứng kiến những cái sự kiện như thế nữa đối với một nền dân chủ lớn nhất trên toàn thế giới, đó là tại Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn thấy sự xác nhận của những người mà đã nằm trong chính phủ ông Trump đó, những người thân cận của ông Trump, và những cái người mà luật sư của ông hay là luật sư của ông Mike Pence đó, thì rất là quan trọng, là bởi vì nó cho chúng ta một cái hình ảnh nó tương đối, nó trung thực hơn. Bởi vì chúng ta không thể nào nói rằng không thể nào phủ nhận được những cái người đó, bởi vì khi mà họ ra trước một cái tòa phiên điều trần như thế này, họ phải nói thật, họ không có lý do gì để giấu giếm hoặc là nói láo được, là tự gì khi mà điều tra ra thì quý vị biết rằng luật pháp Hoa Kỳ nó sẽ rất là, nó không nương tay cho những cái mà gì sai trái, mà những cái điều mà cũng như là khai láo, khai gian trước tòa thì cũng rất là nguy hiểm.
Bởi vậy nên chúng tôi chỉ hy vọng rằng chúng ta có một cái nhìn khách quan và công bằng hơn. Tức là chúng ta nghe, chúng ta nhận xét nhiều chiều và chúng ta thấy cái nào đúng, cái nào sai. Chứ không có phải là chúng ta mù đầu chạy theo một cái quan điểm, một cái sự yêu thương mà nó có thể dẫn đến một cái sự xô xát. Mà chúng tôi luôn phải nói rằng đó là điều không tử tế giữa người với nhau. Nó rất là mạnh mẽ trong cái thời gian trước bầu cử và trong thời gian bầu cử nữa. Ngay cả bây giờ thì chúng ta thấy là mọi chuyện nó đã êm vắng rồi, thì chúng ta sẽ có những năm gọi như là êm vắng lại, cho nó không còn căng thẳng như xưa. Phải không? Hồi xưa quá căng thẳng. Cảm ơn Trung Tử Lưu rất là nhiều. Cái đó chúng ta làm sao để dung hòa được, phải không ạ? Cuộc sống nó vẫn đang tiến chúng tới. Chúng ta có quyền ủng hộ bất cứ người nào chúng ta muốn, nhưng trong cái hình thái như thế nào và trong cái sự kiềm chế như thế nào để nó không trở thành cuồng tín và không trở thành sai trái. Tôi hiểu ý bạn. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cuộc điều trần thì vào ngày thứ ba vừa qua đó, chúng ta cũng chứng kiến là Ủy ban điều tra đã đưa ra một số các cái hình ảnh mới liên quan đến vợ của thẩm phán Clarence Thomas, bà Ginny Thomas cũng đã có những cái trao đổi email cùng với luật sư Eastman, và người ta vẫn đang tiếp tục để khơi gợi cái vấn đề này ra trong cái cuộc điều trần ngày hôm nay thứ năm. Bên cạnh đó thì cũng đã có nhiều cái bàn cãi liên quan đến vấn đề này, nhưng cái cuộc điều trần ngày hôm nay chắc chắn sẽ hé lộ cho chúng ta thêm nhiều chi tiết liên quan đến các áp lực mà Phó Tổng thống Mike Pence đã chịu trong cái thời gian đó. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ cùng theo dõi những tin tức này để có thể cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến kết quả cuộc điều trần ngày hôm nay để gửi đến cùng quý vị. Cảm ơn Trung Tử Lưu, cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai. Chương trình VietFace Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. ZZ Hot Pot House, original Taiwanese hot soup and boba tea. Love at first taste. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể trở thành hiện tượng. Sự lôi cuốn tỏa sáng của bạn với nụ cười chiến thắng không ngừng. Nơi đây, bạn luôn là một ngôi sao với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty thẻ xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty thẻ xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng thẻ xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giáp cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim. FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Synchronic xin giới thiệu đầu lọc âm thanh kỹ thuật số mới nhất năm 2022, KSB 1000 Pro White.
với đầy đủ các chức năng mới bây giờ, đặc biệt khác hoàn toàn với những đầu lọc analog có nhiều nút chỉnh. KSB-1000 Pro Wide đã được chỉnh sẵn, âm thanh rất hay, vô cùng dễ sử dụng và tặng kèm một cặp microphone không dây có khả năng chống hú tuyệt vời. Mọi chi tiết xin gọi 714-450-6666, 143-71 Uclick căn số 2J, nằm tại góc đường Uclick và Hazard, Syntronic.com. Thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.